Và thưa với tất cả quý vị, ông già vợ của anh rể mình đó chính là cha ruột của mình, bạn ạ. Con chuột 7, con chuột 8, con chuột 9, con chuột 10, con chuột 11, con chuột 12, con chuột 13, con chuột 14, con chuột 15, con chuột. Con mèo sợ con gì? Con chuột. Mèo sao sợ chuột chị?